Sáng nay, tại khoa huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện với chủ đề Hiến máu cứu người bắt đầu từ nhà quản lý. Dự và tham gia hiến máu tình nguyện có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ tỉnh, đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Cha Mẹ Lễ Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và các thành viên trong Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. Với chủ đề Hiến máu cứu người bắt đầu từ nhà quản lý và với thông điệp Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đại diện Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện, xem đây là hoạt động vừa thể hiện tình cảm và cũng là trách nhiệm thiêng liêng đối với cộng đồng xã hội. Quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao trong năm 2022. Tại lễ hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ tỉnh, đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Cha Mẹ Lễ Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và các thành viên trong Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Theo Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2022, các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã quan tâm đăng ký tham gia hiến máu với số lượng dự kiến gần 6.000 đơn vị máu. Riêng tại lễ hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện trong sáng ngày 20 tháng 4, đã có hơn 100 người tham gia hiến máu với nguồn máu tiếp nhận khoảng 80 đơn vị máu, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.